Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1986, ngụ thị trấn Tân Quế, huyện Bình Tân để điều tra về hành vi giết người. Vào khoảng 7 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2023, anh Bùi Hữu Tân, sinh năm 1987, ngụ thị trấn Tân Quế, huyện Bình Tân, điều khiển xe mô tô chở theo một thanh niên đến cửa hàng vật liệu xây dựng của Cường để đòi tiền nợ. Đến nơi, Tân đi vào gặp Cường rồi nhào tới dùng tay đánh Cường. Cường dùng tay đánh lại và đẩy làm Tân té ngã xuống nền gạch. Tân đứng dậy tiếp tục dùng tay đánh Cường và đập bể nhiều miếng gạch men lót nền nhà được trưng bày trong cửa hàng. Khi bị Tân đánh, Cường chụp lấy một thanh kim loại đánh lại, trúng vào dai và dùng đầu làm Tân té ngã bất tỉnh. Sau đó, Tân được đưa đến Trung tâm Y tế Quyện Bình Tân cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Đẩy để điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 8 năm 2023, thì tử vong do chấn thương sọ não